Rồi, xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chiều nay thì Khôi có lên sóng hai cặp loa cổ, trong đó có một cặp loa bé nhất, nhỏ nhất thế giới mà Khôi hay thường nói, đến từ một thương hiệu của hãng Coran, xuất Mỹ nhé. Thì cặp loa này nó mang tính trải nghiệm, anh em sưu tầm thôi, tại vì nó rất là nhỏ ha, nhưng mà nó có nhiều cái cũng rất là đáng để mắt tới đây. Thì Khôi sẽ review sơ lại rồi Khôi sẽ test chất âm ha. Đây nè, đó, Coran ha, BX90, nó là cái EK bằng đồng này, viền nhôm này, khá đẹp ha. Có vài chỗ nó bị cấn này mà mình chưa có móc nó ra được đây, đó, chứ nó không có bị rách nhá. Đó, nhìn nghiêng thì nó có bị này, nó nhìn thẳng ok ha. Tính Khôi rõ ràng, Khôi quay rất là kỹ. Đây anh em cùng xem thùng gỗ làng này, nặng lắm nha, gỗ rất là dày luôn. Đấy, đây, đó, đây, Coran, chứ không phải Coran nha, nó có hai thứ, Coran và Coran. BX400G, số series này 60025, để mình biết được là cặp loa khẳng định với anh em là không có hàng bờ nha. Đấy, anh em ra cặp loa mà bắt được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 móc, 10 óc anh em. Khủng bố chưa, mới có đốc ốc này. Đó, thì chiều nay Khôi đã review rồi, nó là cái dòng này là nó hai đường tiếng nha, hai đường tiếng cục rất là to luôn. Đó, nói chung là rất là độc đáo. Đấy, rồi cái thứ hai này, đó, khá đẹp mắt anh em nha. Thùng gỗ vuông vức, đây số series phía sau để coi có trùng series không. Đây 6007 đây này, anh em nhìn này nó không rõ nha, chắc phải là Khôi không đọc. Đó, trùng series liền kề gì đó. Rồi, thì bên này anh em, hồi chiều Khôi có tháo ra rồi nè. Nhưng mà tiện đây Khôi tháo, Khôi lôi ra cho em xem luôn nha. Khỏi phải xem lại clip trước. Đây, Khôi chờ lại đây. Đây. Đây, ok nè. Đấy. Bỏ nó qua một bên, anh theo. Cọc loa còn zin hết nha. Đó. Bảo đảm anh em luôn. Đó. Bây giờ, bông này. Đây, anh em cùng xem. Cục to khủng khiếp luôn nha. Ở trong là sườn gang đây, sườn gang ha. Đó, ok chưa? Một chép và một bát cũ rất là to. Cũ Coran 4L-1 này, còn chép 2H13 gì đó, sẽ kể nó này. Nó là 10W 8 ohm ha, đồng bộ. Được nối với nhau là bằng hai cái tụ. Hai cái tụ này là cái tụ Nippon Chicon gì đó, sẽ kể nó. Kể nó không ảnh hưởng gì nè. Đang zin hạt tốt thì mình cũng không có phá nó ra gì ha. Rồi, 100% loa chưa bung ngóc, còn vô keo nha. Rồi anh em cùng tham khảo. Đó. Bây giờ thì Khôi sẽ lắp vào này. Khôi lắp vào rồi sẽ test chất âm ha. Thì nó là nhỏ nên nó có công suất nó để maximum có 20W thôi. Nên mình ghép cối là đúng bài ha. Ghép cối là đúng bài, ghép cối là rất là hay luôn. Đó. Thì Khôi sẽ ghép cối nha. Để Khôi gắn sơ một con rồi để mình test nhạc nha. Nó là dòng loa nén nên bàn lại để nó khỏi bị rung anh em nha. Tại vì khi mình đánh mà mình đấy, mình không bắt lại thì nó sẽ bị rung. Rồi, ok. Thì hai con thôi. Để tạm bây giờ tôi sẽ test nhạc vì đang qua trực tiếp ở đây. Đang qua trực tiếp nó không dừng máy là được ha. Rồi, ok. Đến một cái đĩa của Phương Dung này. Đấy, đàn không còn tiếng hát ha. Cái này do Việt Nam sản xuất này, năm 1992 này. Đây, ok ha. Anh em cái điện cũng rất là hay. Anh em tìm nghe ha. Thì cái bài mà Tha La Số Ống Đào này, Khôi rất thích nó. Khôi sẽ mở cho anh em cái bài này. Bài số 3. Đây, bây giờ mình mở lên ha. Đấy. Cái loa nhỏ thì mình nghe nhỏ anh em nha, chứ không nghe được lớn nha. Chép rất là tươi luôn nè. Đây suối đấy, anh em cùng nghe nhé. Còn gì viên khách về đây chi ơi người đất Việt giặc tràng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ha, test thử ở đây thì nói chung là Khôi nói ngay từ đầu là nó là một cặp lá nhỏ thôi, rẻ tiền, nhưng mà nó mang cái tính sưu tầm, mang cái tính cổ điển, hoài cổ đó. Thì anh em nào thích trưng bày này, thích nghe cố, nghe radio, nghe nhạc về thì cũng ok đó nha. Giá thì Khôi cũng bán clip trước cũng như là đầu clip rồi, 4.500.000, chuyển khoản đủ Khôi bao ship tận nơi nha. Còn ship code thì cứ như bình thường, cọc cho Khôi 30% và không bao ship. Cặp loa này nhỏ thì không bao ship, chứ còn những cái cặp lớn thì không bao ship nha. Nhiều khi anh em xem có một clip rồi đến lúc mình giao dịch thì nó lại đến cánh. Rồi, Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.